thấy xôn xao. Ngày êm ấm bao la ở chốn này, đường đi phía trước thêm trong gai, hoa trong cơn bão, mơ ước bay cao tận chân trời. Hai nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Từ Đường Phố đây, rất vui gặp mọi người. Em phút giây thoải mái và thư giãn xem clip của mình, em đừng quên like nha và share video và nhớ đăng ký kênh nha, đăng ký ngay bên góc trái màn hình, đăng ký lên và bật cái chuông lên để nhận cả video của mình. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Trước khi bắt đầu video hôm nay thì chúc em một buổi sáng vui vẻ nha, ăn xôi bánh mì ngon miệng nhất và xem video mình cách vui vẻ phẩm nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngoài ra anh em đã có một cái đại chiến chơi chưa? Nếu chưa thì ghé xuống link shop của mình nha, nó ngay phần mô tả đây. Em ghé vào link shop và bật cái chuông. Qua link shop và xem mua được con ạc nào thì ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngoài ra mình có nhận thu mua ạc nhá, anh em nào qua cần bán thì cứ liên hệ với mình sẽ thu mua hộ cho anh em luôn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Okay, trước khi bắt đầu vào video hôm nay thì anh em cho mình xin 15 giây quảng cáo nhé. Đầu tiên cho mình gửi cảm ơn đến 4020 bạn đã đăng ký kênh của Tiểu Từ Đường Phố mình nha, và tất cả anh em đang xem video của mình, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó, một năm trôi qua kênh này thì mình hoạt động chính thức là được 8 tháng nha. Đây mình có thể cho anh em xem luôn, không mình không quan, mình không không sao được. Đó, kênh này mình khởi động là từ ngày 18 tháng 4 năm 2019, và hôm nay là 22 tháng 12, vậy là 18 tháng 12 là tròn được 8 tháng rồi anh em, hơn 8 tháng làm kênh để đạt được 555 view và 4.220 người đăng ký. Số lượng view thì hơi kém, mình mong rằng trong thời gian sắp tới và tương lai không xa thì sẽ được các video mình ra, sẽ được anh em đón nhận và chào đón và xem nồng nhiệt hơn nhá, mình mong sao được như vậy. À, nếu mình có gì sai hoặc là nó không hay thì anh em có thể comment ở phía dưới và cho mình chút kinh nghiệm, góp ý cho mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngoài ra thì anh em vào kênh của mình có thể ấn qua phần danh sách phát. Ở đây mình có chia trích video ra đây, như video hướng dẫn tân thủ poker, ở đây có các video hướng dẫn cho mọi người nhá, anh em có thể lên đây xem. Đây, ở đây mình có làm những video hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm cho anh em luôn đó, tích tiêu kim cương rồi cách sắp team cho tân thủ rồi vượt phiên lưu ký cũng như là cách kiếm nguyên liệu tài nguyên các thứ, ở đây có hết nha mọi người, nên có thể lên đây xem. Thêm ngoài ra thì mình có thêm vlog đời sống nữa, anh em rảnh thì ghé qua xem ủng hộ mình cho vui đó, rất là nhiều. Ok, giờ thì chúng ta sẽ quay trở về game anh em. Ok, quay trở lại về game anh em. Hôm nay thì đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm qua event thời tiết nha. Anh em đợi mình một xíu. Ok, chúng ta không dài dòng làm gì, bắt đầu đi điểm qua event thời tiết nha. Cái này thì Play có quả ra quét rồi anh em, chúng ta cũng không cần phải đi làm gì, anh em cứ nhớ ra sáng ra nhớ quét quảng ra là được. Ok, event thời tiết hôm nay có gì? Hôm nay trời đẹp anh em, có tuyết và mưa. 12:56 đến 13:56 và 21:28 đến 23:28. Anh em tranh thủ thời gian, nếu một trong hai thời tiết này, nếu anh em mà có con Pokemon nào chưa có thì tranh thủ thời gian bắt nha. Ngoài ra thì để mình xem nào. Tuyết, tuyết hình như là có gì ta. Đây là tuyết anh em. Đây Gary Tep. Đó, cộng với một số em đấy, anh em mà chưa có thì tranh thủ bắt nó về nha để gia tăng sưu tập. Mưa như không có gì nhiều lắm, trời đẹp này, mưa này. Này mưa đây, Nasamin, chỗ Nasamin với cả Gomin này, mấy con này anh em cần hết thì bắt về theo tăng thêm bộ sưu tập thôi nha. Ok, tiếp theo đến event hôm nay có gì? Nạp tiền thì có hot may nhận được máy gì xét tính cách và vẫn chỉ làm mốc 7k là full nha mọi người, cùng với mảnh thường. X10 hôm nay là mua chống muối cơ bắp này, anh em tranh thủ thời gian rút X10, bữa nay còn đang cơ hội rút X8, X10 anh em thủ thời gian rút nha. Sắp tới nó ra phiên bản rút anh mới X20 rồi, đây là không có kim cương rút đâu. Đó. Anh em nào hứng thú cứ ném mặt mình rút cho làm video luôn. Tiêu phí vẫn mốc 10k nha mọi người, đá mega cộng với đèn bí đỏ. Và cuối tuần này vẫn như thường, không có một cái sự kiện tiêu tót gì hết á. Chắc là fix lại bởi vì đầu tuần, đầu ngay đầu tháng nó tặng quà cho chúng ta rồi mà. Ok Thư. Ồ, sáng nay có quà vui này ngon này, nhận thôi. Đấy, có thì nhận thôi anh em, chả tội gì. Đấy, Champion thì sáng nay anh ấy bảo cổ vũ hết rồi. Thì theo thông tin mình được biết chính xác nhất là một độ tụ mùa này mà vượt được cái bảng này á thì sẽ được làm top 1, bởi vì sao? Bên anh NV sẽ nhường nha. Thế là NV mùa này không top 1 ở đâu anh em nha. Thế là anh em bàn nhau là sẽ nhường top 1 năm là mùa trăm này cho một độ. Thế nên là nếu như mà một độ vượt mặt được cái bảng bên này thì sẽ được làm top 1, còn nếu không thì vẫn là anh NV.
có gì thì chúng ta cùng chờ xem, và sáng nay sẽ có một trận mình cũng sẽ lại quay lại cho anh em xem luôn, anh em thích 21 triệu. Ok thì như đã hứa với anh em rất là lâu, đó là review siêu phẩm. Thì hôm nay thì mình cũng bắt đầu mới ổn định được hơn sau bao nhiêu ngày ở con ạc này. Thì hôm nay mình sẽ review cái siêu phẩm này cho anh em xem luôn. Đấy, siêu phẩm đặc biệt luôn. Đó là bộ đôi Black White Kill Ram cộng hưởng nguyên tem. Nguyên tem này đi theo KQV nha mọi người nha, còn nếu anh em thích mình ném nó ra cũng được. Ok, chúng ta sẽ đi phần sơ lược trước. Đầu tiên là cháu White đang hiện đang 10 triệu đồng chiến và cháu Black là 7 triệu tư. Mình sẽ không đi tổng quát bởi vì sao, anh Hoàng kêu là không được tìm review tổng quát nên mình chỉ review qua những cái cần thiết và những cái không cần thiết. Đầu tiên sẽ là pro, hai em đó ở dạng cộng hưởng này được mở thêm hai cái pro đặc biệt cực kỳ mới mẻ luôn. Chúng ta sẽ cùng xem nội tại của từng cái một nha. Đầu tiên chúng ta xem cháu Y trước, pro 7 FF. Cái này có gì, sau khi mở màn tăng 200 speed dam crit bạo kích sát thương bạo kích và 200 miếng dịch sát thương kéo dài hiệp, hiệu quả này không thể bị xóa mối mối bét phe tạo over not kick đều tăng 100% hiệu quý năng, hiệu quả kỹ năng anh em, hiệu quả kỹ năng mắt phê. Cái pro 2 thì chúng ta có đây, khi chiến đấu bản thân sau 3 hiệp hành động nếu bậu Y-Kiram Beta vẫn còn sống thì Y-Kiram cộng hưởng sẽ nhận được hiệu quả miễn dịch tất cả trạng thái xấu vĩnh viễn anh em. Sau 3 hiệp B đã chết thì Y cộng hưởng sẽ càng gì? Chỗ này nó mở quá thì mình dí đây coi nào. Thì Y cộng hưởng sẽ càng tăng vĩnh viễn 100% speed anh em, gắt không? Ok, chúng ta tiếp tục đến cháu Y. Cháu Black thì chắc đối ngược lại thôi anh em, đúng rồi, skill hai con này đúng mà cũng vậy này, 100% speed hai con đều kill đối ngược lại anh em. Tiếp theo ta đến với phần skill bình thường của cháu nó thì tất cả anh em đều biết rồi đúng không. Đây thì đây là bộ skill bình thường của cháu nó, và sau khi đến bá chủ thì anh em đều biết rồi vì mấy anh lớn review rất là nhiều, còn lên cộng hưởng bác mình thì chưa được review nên mình cũng chỉ review bên cộng hưởng là chính thôi, cái skill bên cộng hưởng mới là chính. Đồ tại giảm 500 bền và tất cả của cái này sao cũng giống con Rago thôi, nhìn em nhỉ, y chang nha. Q hệ rồng tăng 200 sát thương cho tất cả bét hệ rồng phe ta, kéo dài 3 hiệp tạo sát thương hệ rồng crit nếu bản thân đã được hành động trước đó và Begoram ra thì phạm vi Don Guys là quần thể tấn công có tỷ lệ bạo kích sát thương lên đến 200%. Sau khi này có thể chúng bé đang bay khoan và lặn nha mọi người nhé. Tiếp theo một kill hệ băng tặng 25%, cái này thì anh em biết rồi. Điều đặc trưng nhất của nó ở cái kill này đây, anh em có thể xem, mình đọc thì nó hay bị crap lắm nên anh em xem cho dễ. Mình chỉ đọc cái kill chính đó là ulti. Hồi tất cả lộ cho Bakuram Feta anh em, tăng mạnh lực hành động. Đấy, tăng lực hành động cho tất cả, cho thể gì? Hành động có thể hành động tiếp theo nhanh hơn, tạo sát thương băng grid lên mục tiêu khi tấn công có một tầng hiệu quả cháy khiến kẻ địch mỗi hiệp mất 100 HP lớn nhất, và hiệu quả này duy trì 5 hiệp được cộng đồ 5 lần. Nếu kẻ địch từng bị Begoa tấn công sẽ chịu thêm 50% sát thương, đóng băng mục tiêu một hiệp giảm gia tốc 12%, tăng 30 sát thương. Phải chịu duy trì 3 hiệp sát thương khi bạo kích 200%. Skin này có thể đánh trúng mét đang bay khoan mà lặn nha mọi người nhé. Đây là lý do vì sao mà khi hôm bữa mình ulti á, anh em có để ý con Y một phát ulti xong hai con này nó sẽ làm 5 lượt ulti liên hoàn. Mình đếm là 5, còn đâu có chuẩn hình như là 4 thôi, mình nhớ là 5. Đấy, anh em là xem này có để ý nhá. Còn đâu mình cũng không review qua cháu Q của cháu này nữa bởi vì nó ngược lại, hai con này thì nó đều giống nhau thôi anh em, nó cũng ngược lại thôi. Đó, hai em này thì nó nào Q cũng được ngược lại nhau. Sơn lược đã xong, giờ chúng ta đến với phần chính đó là đi test con ạc này ở server này thì anh em biết rồi, một mình một nhà, không có bạn cũng chẳng có bè cũng không có đối thủ, thế là việc review hai em nó cũng vô cùng khó khăn. Cũng may thì tháng này ở khu vực định mệnh thì mình đã tìm ra rồi đối thủ nha mọi người nha, với tổng chỉ số là 27 triệu đối chiến, đó là Hồ Hiệp ở server 496 nha mọi người nha. Đấy, anh em có thể xem qua đó, ok thì mình sẽ từ 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 từ, đợi tí anh em đợi tí nha,
mang cặp Black White Kyurem đi test thì phải cho White đi ra sau lưng thì nó mới đẹp anh em. Đấy, mày đúng chất là mang cặp Black White Kyurem đi test. Đó, anh em thấy khác hẳn chưa? Ok, mình sẽ cho team này lên trận. Giờ mình sẽ vào đây và kêu chiến nhá. Khả năng ăn thì chắc chắn là 100% rồi. Bởi vì cái team này bây giờ nó không có đặc trưng nữa là hay. Một khi nó đã ulti thì chắc chắn là đội bạn sẽ nằm xuống. Chỉ trừ khi nó giết được một trong hai em nó trước khi được ulti đầu tiên. Còn đâu một khi đã được lượt ulti đầu tiên thì coi như là đội hình của đội bạn thì chắc chắn xác định luôn. Ok, ra trận nào. Mới ra nó còn là 10% độ rồi anh em. PR bá chủ có thứ. Nhủ dung sĩ diệt rồng ở đây luôn nè. Căng nhá. Con dung sĩ diệt rồng nó hơi bị căng nha mọi người. Ui. Ôi. Đừng đùa anh em, hơi bị căng nha. Ui, hơi bị căng luôn. Làm sao rồi ta? Đây, bác này nhẹ xuống thôi. Thôi thôi, cũng đi luôn đối thủ rồi. Cơ bản là lực chiến anh em, nếu anh em là xem buổi live stream hôm qua thì mình anh em thấy chập mình cặp anh Enla Annie gì đấy 32 triệu lực chiến hay 36 triệu lực chiến, còn bị team này nó vá như thường thì anh em cũng phải hiểu thôi. Đây lại 27 triệu nữa anh em. Overlord. Ok, mong sao trận này sẽ là một trận đánh ổn hơn trận này. Chiếu chiến ơi, nói chung cầm team này đi, chỉ có nó lợi thế nhất là cái kill ulti thôi anh em, và cũng là kill đẹp mắt nhất cũng là kill ulti. Không, mình đánh giá thật luôn là cái kill đẹp và lợi thế nhất của con arc này là chỉ có kill ulti thôi, vừa đẹp mắt vừa lợi thế. Một khi nó đã được đến lượt nó mà đã được ulti thì có thể lật kèo ngay, nếu kể cả khi hai em nó HP còn dưới rất là thấp có thể lật kèo ngay luôn anh em. Ok, không sao, trận này thì mấy cháu nó khỏe hơn rồi, có ăn thêm cả hy sinh rồi. Đấy, nguyên team nham nha mọi người nha. Sắp mặt đấy, quả này là ăn hành sắp mặt luôn nha. Điều HP lên là để tăng crit lên cho đội hình chúng ta. Cháu điên si, cháu lại giá một phát đi ngay một cháu nữa là xong luôn đấy. Rồi, ok. Đây rồi anh em, đây chính là lúc chúng ta thể hiện ulti nha. Mình sẽ đếm nha. Một lần. Đây anh em thấy, một lần ulti. Tiếp tục. Hai lần. Ba lần. Đó anh em thấy đấy, ba lần. Ủa có ba lần nữa à? Hôm qua mình thấy bốn lần mà lúc sau cái cháu bờ đách này được ulti lại. Chắc là tùy vào cái khu vực chúng ta chiến đấu thôi. Còn ở đây thì không nha. Nói chung trận này đánh cũng căng đây. Căng đét luôn anh em. Ui biết mà. Ui biết mà. Dũng sĩ diệt rộng mà anh em đấy, không đùa được, nó ăn thêm quả hy sinh nữa đấy. Nói chung anh em thấy thấy khá là phê, giật ulti liên hoàn 3 phát. Tuy rằng không được 5 phát như mình nói, nhưng mà mình nhớ là 5 phát, có thể là mình nhớ sai, nhưng mà anh em cũng thấy rất là phê rồi. Ok, chúng ta này có một trận đấu rồi hồi hiệp. Lần này thì mình sẽ bỏ KQG ra để cho khả năng đội bạn vá vào Black hoặc là YQRM nó có ulti ngay trong lượt đầu nha. Chiêu chiến thôi. Ok, ra trận. Rồi. Thôi thôi, một kill đầu tiên. Ui, kinh, bắn chết qua luôn anh em. Đùa, đừng đùa nha. Đó, đừng có nhây. Đó, cái này các cụ bảo đừng có nhây này. Đó, nhây quá là sai lầm đó mọi người. Đừng có nhây nha mọi người. Đó. Nhây không có tốt. Đùa làm xuống giờ anh em. Ui. Ui. Ném liên tục ra. Khóa ông tin luôn à. Thổi băng nào. Yeah. Vẫn win như thường anh em. Đó. Chẳng thua, nhưng mà tội là không được ăn cái combo ulti liên hoàn thôi.
mình thích cái combo đó nên là muốn làm test cho anh em xem. Đó. Ok, nói chung thì video sáng nay review cặp Black White Cream của mình thì sơ lược cũng đến đây thôi anh em. Đó thì chúc anh em một buổi sáng vui vẻ nha, và xem video mình rất thoải mái, và nhớ đăng ký kênh cho mọi người nha. Còn chưa đầy tháng đến Tết rồi, mong sao đến Tết này thì kênh sẽ đạt được 50k sub gì đấy, để cho tinh thần ăn Tết nó ngon miệng hơn. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Và mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều, có đâu vấn đề về event tặng hạc hay là các thứ thì mình sẽ nói sớm trong 1-2 video tới anh em nhé. Cảm ơn các bạn, bye bye.